Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Seven Tiger. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một tựa game mới mang tên Power. Và đây là một tựa game đưa chúng ta đến một thế giới có những bạn động vật nhìn rất là giống Pokemon ha. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây nè, nó có những cái phong cách rất là giống Pokemon. Và có cái bạn vàng vàng ở bên tay phải nè, thấy không? Nhìn thì giống gì? Raichu hả? Giống Raichu. Nhưng mà cái mặt thì lại giống như My Friend Totoro vậy đó. Ok luôn. Avoid body Taiwan Taito. Hả? Hơi kỳ. Có những cái rất là thú vị ha. Mọi và thức giấc. Hí, gì vậy? Gì đây? Chìa khóa là tòa tháp và còn cái cây là sự thật. Rồi lượm được cái bản giống như Legend of Zelda vậy đó. Rồi sao đi tới đây luôn rồi? Unlock fast travel. Wow. Oh yeah luôn. Fast travel, hòn đảo này có rất là nhiều nơi. Sao mở ra mấy chỗ luôn là sao ha? Mở lên inventory. Có thể chế tạo được những món này. Powdeck, Lambon, Cativa và Chikipi. Dễ thương chưa? Giờ để build trước đã. Complete. Chọn công thức. Rồi giờ phải kiếm đá, kiếm này nọ. Rồi qua đây, qua đây. Đánh các bạn đó được luôn. Ôi, các bạn nó đánh lại kia. Giỡn mặt hả? Đó, 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 nó giỡn dữ lên rồi kìa. Chiến đấu bằng tay là không có hả? Gọi là không có tỉnh táo luôn nha. Rồi xỉu. Xỉu. Rồi bạn nó xỉu rồi, sao bắt? Được trứng. Ôi xỉu rồi, coi xỉu nằm chống gọng luôn kìa. Unlock được thêm Pause phía nè. Unlock ra liền Campfire Capture Power nha. Phải cần có Palladium Fragment Good Stone. Cái này nó cũng giống giống như là tựa game A nào đó. Nhưng mà tựa game A nào đó thì nó làm rất là kỳ lạ. Mới vô bạn không có gì hết, chuẩn bị con này con kia cạp xỉu. Rồi qua đây chúng ta có được Palladium Fragment. Này có bạn thì dễ thương chưa. Bây giờ có blueberry nè, đồ ăn nè. Đây, chúng ta có thể làm được cái này. Ấm. Và nó mất thời gian để chế tạo. Không, nó bắt mình phải chế tạo. Ồ. Chúng ta sẽ phải chế tạo nha. Xong rồi lấy công thức. Và bây giờ cần có những món này nữa. Con thiết ác. Có cục đá gì rất là bự nè. Là khoáng sản á. Rồi được ọt. Palladium nè, đúng rồi. Để chế tạo mấy cái cat. Ừ, để lại đánh một cái. Bây giờ mình sẽ đánh nha. Đánh nhẹ nhàng thôi nha. Đừng có đánh xỉu. Rồi đây 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 đây. 100% bắt được. Yo! Chikipi. Chikipi đầu tiên. Rồi bây giờ ta có thể triệu hồi Chikipi. Đi nhà, hey, triệu hồi Chikipi. Ê, sao vậy? Sao bỏ chạy vậy? Hết. Lại đây con. Ôi ghê chưa, ôi nựng kìa, dễ thương chưa, khoái. Chúng ta sẽ có một cái căn cứ ngay tại khu vực rộng rãi này. Complete luôn. Mở lên bạn này, chơi vô đây, chơi vô đây rồi đang được hồi phục thiệt là nhanh luôn, vậy là tốt. Ta bằng tay được luôn.
Vui quá vui luôn. Mà được fiber nữa kìa. Tinh. Xong. Feel good and chest. Insufficient, thiếu gỗ. Open. Bỏ cái này vô. Rồi bây giờ mình sẽ làm campfire. Hết gỗ tiếp. Thiếu một gỗ. Đó, công thức đồ ăn Chikipi Poultry. Tác production liền. Ồ, ghê chưa, nấu ăn đứng biểu diễn luôn. Biểu diễn liền, lấy và ăn luôn. Sử dụng lên bản thân chứ ai nữa. Ăn liền, quá dữ. Build indoor nha. Indoor nghĩa là ta sẽ phải làm foundation này nọ luôn. Rồi bắt đầu vô foundation. Làm một căn nhà gỗ để làm cái giường cho kịp. Không đủ. Oh no. Chắc đi làm cây đốt đi. Biết đâu được nó sẽ ấm hơn được chút. Security setting. Rồi đặt password nữa. Cửa mà đặt password được nữa. Ghê chưa. Không phải ai muốn ra vô ra đâu. Rồi có ai vậy. Wandering merchant. Hello. Rồi nói chuyện cái coi. Bán gì vậy? Quá chừng thứ luôn. 50. Không có tiền. Giờ mình phải bán đồ của mình thì mình mới có tiền. À ha. Bán đồ ăn được nè, 50 luôn. Ghê. Ôi ba. Ông đó. Không thể hiện là có bắt được không bắt được nha. Không có phần trăm. Ôi. Ê, chỗ này chơi dao nha anh ơi, chỗ này chơi dao, chơi dao mà. Phòng này chơi dao ông ơi, ông chơi kỳ quá, kỳ quá. Phòng này chơi dao mà. Cái phòng này chơi dao, chơi cái gì ghê vậy. Đập nậm đóng đây luôn nè. À, ví dụ như em này. Tác sức hả? Back bonus 26. Được không? Ồ, oh, được luôn. Ngon lành. Ở này hên đó, hên đó. Hên đó, ố chè luôn. Rồi, cục xanh lá này là gì? Kích khắp Lipman FPG. Đưa cho bức tượng để cải thiện sức mạnh của mấy bạn pao. Ví dụ như bé này có nhiệm vụ. Rồi nó thấy gì vậy? Gathering. Đi đâu á? Ồ, thấy gỗ. Ghê chưa? Đúng là dễ thương thiệt. Coi ghê chưa kìa. Ghê chưa? Nhìn thấy vậy đó mà ghê không? Giận lên cái hả? Tán trọng. Rồi có gì lại đây. Open view retail. Ta có thể coi được nè. Cái gì coward kìa. À passy kêu coward lấy không được rồi đó. Nhưng mà cái khác được nha. Artisan nha. Là công việc là làm nhanh luôn nè. 50% luôn. Neutral. Có skill đàng hoàng luôn nè thấy không. Open flurry. À bây giờ mình sẽ cho ăn. Không, chúng ta sẽ pet cái coi. Ở đây. Chỉ thương quá chừng. Đây. Họ bé kia cũng muốn xây dựng nữa hả? Thôi để tôi làm cho. Nó hỗ trợ luôn kìa. Hai người cùng làm. Rồi xong nhanh hơn và có thể leo lên ngủ. Sao? Suy nghĩ gì? Tốt lắm chứ bộ. Chúng ta chỉ cần nữa hả? Yêu cầu là có người hỗ trợ liền luôn. Ôi mấy bé đang làm gì kìa. Cái tướng chạy kìa. Ôi trên đây sao riết rồi. Còn một đống luôn. Ôi sao con kia tới rồi kìa. Con chim nó tới kìa.
Thì ra con chim nó tới, thành ra mấy con gà nó sợ. Chúng ta hãy mau chóng đi về đây coi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần phải đưa một bạn nữa vô đây làm việc để train pork ha. Vô nó quậy gì đẳng vậy? Lụm đá, thông minh lắm chứ bộ. Lụm đá đem đi cất. Cái con kia đang đập đá quá chừng kìa. Nè thấy không? Người ta thông minh lắm chứ bộ. Lấy cái áo bận lên. Wow, đẹp trai liền. Rồi lấy cái cung gắn lên luôn. Cung đâu? Đó, cung. Gắn cái cung lên. Chúng ta sẽ có cung lên thêm để có gì hỗ trợ bắn mấy con bye bye. Rồi bên đây còn thiếu một cái power cam với lại cái statue nè. Làm cái statue trước đi. Cái statue chắc để ở bên đây. À, bùm, bức tượng. Wow. Rồi bức tượng nè, mình có thể cải thiện chỉ số của bản thân. Có một cái Capture Power in Hand. Rồi, khoan. Coi thử coi. Ví dụ như của mấy bạn này thì sao? Require one. Có chỗ reset nữa nè. Reset cần có tiền. Tắm lên. Không phải. Tắm lên cái nó lên. Vậy thì mấy bạn này khỏe hơn. Chỉ có chúng ta là reset gì và muốn lên là phải kiếm cái cục xanh xanh này. Rồi bấm lên. Capture power. Lên tiếp. Bây giờ đi làm cái glider một cái. Bắt được bé đó dễ thương quá chừng luôn. Nè về đây coi nè, mấy bé này nhỏ nhỏ thôi à, không si nhê gì hết trơn á đó. Coi bé bự nè. Bé bự. Ghê chưa. Bé bự cũng biết làm việc chứ bộ. Lambon. Fluffy Shield. Lucky My Forkman. Đây rồi. Level 38. King of the Forest. Marmores. À bây giờ chưa chơi được rồi. Level 38 lận. Dữ quá. Giờ mình mới level 7 à. Đâu đâu để mình coi mình vô mình chọc kẹo có được không nha. Không được. Không có nhảy lên cái đuôi được. Ô nhìn ngầu không? Marmores cơ. Ngầu dễ sợ luôn. Bự thiệt bự. Chúng ta đi mở cái tháp một cái. Cái tháp xa quá. Có gì đây nữa nè. Ê đây nè. Level 6. Level 6. Fox Park. Nó dữ không vậy? Ôi sao chạy tới luôn vậy? À, không dữ, không dữ. Unlock Fast Travel. Ok. Ôi giật điện, giật điện. Dễ tay thôi em ơi, em bệnh tay quá. Mình đến nhẹ nhẹ, mình chuẩn bị bắt. Cái lem bon của mình giật cho một cái luôn. Tiễn lên đường luôn. Rồi giật. Rồi bắt bắt bắt. Trắng tay tôi gọi em ơi. Chết chờ mấy cái luôn á. Rồi qua đây lấy cái này nữa. Đằng kia có gì nữa kìa. Có gì đây nè. Pick up Castaway Journal. Đây XX
em này chắc báo quá, chắc phải bắt lại rồi mới làm gì làm được. Ở đây nó có cái trứng nè, Verdant Edge, là một cái đồ ấp trứng để ấp trứng ra. Và có cái thùng gì ở đây nè. Oh, Petiva Slacking Up. Ai đi về kiểm tra liền. Gold Coin Arrow. Ở nhà con mèo nó đang làm biến kìa. Bây giờ cũng hết banh rồi, hình ra không bắt được, cho nên mình phải đi về thôi. Về làm thêm banh. Đây là những cái chỗ chúng ta có thể làm nè. Tạo gỗ nè, đồng ý nè, tạo đá nè. Rồi bây giờ tạo gỗ với tạo đá luôn. Đi vô coi build cái đó lên. Hả? Nó hồi lại là mấy em đã chạy ra làm việc liền luôn, khoái liền luôn. Giờ mình làm cái này để tạo gỗ hả? Vô build. Ý, ở đông dưới vậy? Ghê không, xây dựng là hả, đông vui luôn. Thu hoạch gỗ trên 9999, với lại đá. Ta sẽ có một cái bãi gỗ và một bãi đá. Rồi con này vô đào đá. Nó không có cần phải đi đào ở chỗ ngoài nữa. Oh yeah luôn, Ray bị tấn công. Ray tấn công từ đâu? Raiden. Oh, bị tấn công kìa. Có người tấn công vô căn cứ. À đây rồi. Đã phát hiện. Đây rồi. Chưởng nó. Oh. Gì ghê à. Fluffy Shield. Ôi 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 ôi. Giỡn mặt nè, điện giật nè em. Rồi em này bị gì rồi? Chắc còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thấy cái con bự quá mà còn chơi điện giật nữa. Đang ăn gặm ghê luôn á. Ở đâu ra khúc bánh mì đây? Sao có khúc bánh mì trống nữa? Rồi chạy qua bên đây luôn. Vô đây đi chậm chạp ở trong. Là đang làm việc đó. Trong này sẽ sản xuất. Rồi bây giờ cần phải có thêm một cái giường để cho ba bé ba giường. Mà bé kia bự quá thì lên cái giường này được hay không đây nữa nè. À, qua đây chúng ta đã đủ để nâng cấp bay upgrade. Cần có berry plantation, work power to the bay. Phải có một em nữa. Và sẽ có một chỗ nữa thì cho cái gì đây. Cái này làm gì? Bé này work Hit Attack Defense. Đây là cái Berry Plant Station. Wow, cái chỗ để trồng berry á, cũng rất là bự luôn. Rồi để nó ở đây. Mình sẽ xây dựng lên. Em kia đang nghỉ ngơi rồi. Mấy em này chạy ở bển xong cũng vẫn chạy qua phụ ha. Bỏ hộp giống vô. Đủ chưa? Chưa. Cần phải lấy thêm nữa. Watering nữa kìa. Tưới nước nữa. Watering, tưới nước luôn. Không biết cái xô từ đâu ra nữa, nhưng mà có thể xuất hiện tưới nước vậy thì cũng đỡ. Rồi đang lớn rồi đó. Giai đoạn lớn. Chúng ta không làm được gì nữa. Bây giờ bên đây đã có thể nâng cấp được nữa rồi nè. Ok luôn.
Power Gear Workbench chưa chế tạo, chưa được. Rồi bây giờ mình có thể cho thêm một bé nữa vô đây làm việc. Bé nữa vô làm việc thì chắc cho bé gà vô đi. Rất sướng. Nhưng mà phải có chỗ ngủ nha. Cứ hãy cho thêm là phải chuẩn bị thêm chỗ ngủ. Thiếu gỗ rồi, em ấy sẽ ngủ ngoài đường là nó stress dữ lắm á. Thì chúng ta đi săn bắt. Hot hot hot, cháy 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 cháy. Rồi cháy thiệt luôn ta. Cháy cũng lâu ghê á. Cháy nè, ui ui ui, chập lửa. Thiệt tình luôn á. Lỡ chạy ngang cái bếp lửa cái cháy liền luôn. 49% thôi. 49% mà còn chọi hụt nữa ông ơi. Rồi, ta thử ra bắt được không? Rồi có vẻ là không. Ê, đừng. Hên quá, không xỉu. Ui da, bắn kìa. Có cách nào hiền lành hơn không hả? Ờ thì các bạn chơi Pokemon là cũng y chang vậy mà. Pokemon là cũng phải như vậy, cũng phải đánh hạ. Muốn hiền lành hơn thì có đây nè. Rồi. Con nào mình đang đánh thì nó sẽ đánh phụ. Hangulet là mình có hai em rồi. Rồi bắt được luôn con. Ê, đóng băng. Cái con chim cánh cụt nó đóng băng mình. À, và nó rớt gì đây nè. Ice Organ nè. Out Fluid. Em này là có tác dụng là tưới cây. tưới cây thì thay thế con gà đi. Thay thế một con ra. Để cho nó đi tưới cây ha. Và nâng cấp được rồi nè. Ngon lành luôn. Build Crusher. Crusher chưa có. Kiểm tra Crusher. Chưa lên cấp. Chưa có Crusher. Ủa gì đây? Marmoret lên đây làm gì? Lên gì tới đây lận cân ơi. Trên đây không có gì vui đâu. Đi xuống dưới đi. Bây giờ đi săn Nai. Nai level cao quá vậy. Level 10 luôn. Bắn hụt 53 giọt. Rồi nó trưởng kìa. Phải headshot mới được. Ai, nó chạy lại đất tung luôn. Ôi, thêm con nữa. Trưởng luôn. Rồi, có nguy cơ lắm. Ông bạn kia xỉu rồi. Mình cũng sắp xỉu theo. Rồi xong đi luôn. Đánh dằn nón lên luôn. Ê, có cần ghê gì không em? Rồi từ từ, 53%. Để coi thử ra bắt được không nha. Phát. Quay lại con kia xỉu. Rồi chắc dính rồi đó. Dính rồi thì con này là con gì đây? Con này là con trên rồi con. Con được rồi, ok rồi đó. Và có người ở đây nữa nè. Lại nói chuyện cái coi. Gương mặt mới. Người ngoài hả? Bây giờ có thể kiếm được XP khi mà bắt được 10 kìa. Một loại 10 con. Rồi mà nói chuyện gì nữa không? Không nói chuyện gì nữa. Đỡ liền. Capture Ray không chấm mấy. Ôi, cảnh sát. Cảnh sát tới nữa. Chạy. Cảnh sát xuất hiện. Cảnh sát chơi hàng nóng không à. Chạy. Bị truy nã luôn. Quanh tịch luôn. Cái tội danh tấn công người dân thường hả? Nè, tấn công người dân thường đó đấy không? Người dân thường là dữ quá chừng luôn. Người dân thường level 5. Từ từ nha. Đánh. Rồi bắt người dân thường luôn. Bắt được không? Coi thử coi. Chờ xíu. Ui, thoát ra rồi. Người dân thường thoát ra rồi. Chưa được. Cố gắng. Rồi, cố gắng lên. Lực lượng cảnh sát bên kia ghê quá. Rồi, bắt được luôn. Ta đã bắt được villager. Nhưng mà còn bị cảnh sát gì? Đứng lại.
bỏ chạy làm ghê quá, không được rồi, văn tịch cấp độ 1 luôn rồi, ISO luôn rồi, bị chi bắt luôn rồi. Thôi vô chơi luôn, cấp độ 24 hả, tôi chơi luôn rồi, đánh hai giọt rồi sâu. Hài quá. Thế mình hồi sinh ngay gần nó luôn đi. Ở ngay đây, ở đây có cái trụ không cho hồi sinh đấy. Chỉ có đây thôi. Bị bắn ghê quá mấy ông đó, cảnh sát xuất hiện là chơi hàng nóng không à. Fast travel, có fast travel về nhà được không? À, được luôn. À, ở đây có fast travel mới để ý luôn nha. Có fast travel mà giờ này mới để ý luôn. Mà để đi sửa đồ cái đó. Tội nghiệp cái áo quá. Đây bé chim cụt đã vô tưới phụ mình. Ôi phun nước luôn kìa. Chim cụt lấy nước ở đâu ra? Phun nước từ trong bụng ra. Ghê thiệt. Đi đâu rồi? Giờ chạy đi đâu nữa? Chạy đi đâu nữa? Chúng ta sẽ thử bỏ vô trong này coi. Làm việc được không? Rồi đi làm việc đi. Cold blooded ha. Pun thôi. Tên là Skill Islander level 5. Cho đi làm việc. Hài quá, hài luôn. Rồi vậy nghe. Như vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đang trải nghiệm tựa game Power, hay là tựa game một tựa game theo phong cách Pokemon ha, nhưng mà có cơ chế sinh tồn rồi săn bắt hái lụm gì nọ kết hợp vô trong với nhau rất là thú vị. Và nó còn một cái thế giới để chúng ta đi khám phá nữa. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngay tại đây. Hẹn lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.